Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Thiên Tài. Ta tích trữ kho lương thực toàn thiên hạ cứu cả hầu phủ của tác giả Tần Cửu Nguyệt. Tập 19. Chương 181: Thoát khỏi bệnh dịch. Sau đó Trừ Trần Âm đem khẩu trang và thuốc dự phòng cúm đưa cho Thanh Nhi và Thanh Nhi nương, Lưu Thúc, Lai Phúc, Phó Viễn và Liễu Đại Gia, bọn họ cũng đều đưa một ít. Sau khi bận rộn xong, đã đến chạng vạng tối. Phó phu nhân cũng không sốt nữa, chẳng qua ho khan nhẹ một chút. Trừ Trần Âm len lén cầm ống nghe nghe một lần, phát hiện mình bị viêm phế quản nhẹ, sau đó cho nàng uống thuốc long đờm để giảm ho. Phó Yến Đình đã chặn nàng ở trong xe ngựa của họ sau khi nàng bước ra khỏi xe ngựa của phó phu nhân lần cuối. Mẫu thân của ta đã bên kia rồi, nàng không cần đi tới đó. Phó Yến Đình hiếm khi lộ ra vẻ nghiêm túc, nghiêm mặt nói với nàng. Trừ Trần Âm hỏi, vì sao? Phó Yến Đình ngước mắt lên, ánh mắt sắc bén, nói, có phải mắc bệnh ôn dịch đúng không? Phó Hầu Gia đã hỏi qua vài lần, có phải là ôn dịch hay không, Trừ Trần Âm đều không trực tiếp trả lời. Nhiễm virus thực sự là một bệnh dịch khi được xem xét nghiêm túc trong thời hiện đại. Đặc biệt là virus có tính lây nhiễm cao, đều có thể lây truyền qua khí dung, bất kỳ ai đi ngang qua bệnh nhân đều có thể bị nhiễm bệnh. Trừ Trần Âm rũ mắt, trong chúng ta chỉ có mẫu thân có bệnh, cũng không chắc chắn đó là ôn dịch. Phó Yến Đình nghiêm mặt nói, ta mặc kệ, dù sao nàng không cần đi nữa, cần làm cái gì, nàng hãy dạy ta sẽ đi làm. Giọng hắn dồn dập, mỗi một chữ đều lộ ra sự để ý đối với Trừ Trần Âm. Trừ Trần Âm ngước mắt nhìn hắn, đối diện với đôi mắt thâm thúy kia. Trong đôi mắt sâu thẳm của hắn lộ ra vẻ lo lắng cho nàng. Trừ Trần Âm đưa tay ôm lấy hắn, nghiêng mặt dán vào ngực hắn nói, chàng yên tâm, bệnh tình của mẫu thân không nghiêm trọng, nếu bà ấy không sao, cho dù có là ôn dịch, ta cũng sẽ có biện pháp trị. Vừa rồi Phó Yến Đình cũng quá khẩn trương, bị Trừ Trần Âm ôm như vậy, cả người hắn cũng mềm nhũn. Hắn gắt gao ôm nàng vào trong ngực. Thanh âm hơi có chút khàn khàn, hiện tại mẫu thân đã xảy ra chuyện, ta không thể để nàng xảy ra chuyện gì nữa. Trừ Trần Âm vỗ nhẹ lưng hắn, trịnh trọng nói, được, ta đồng ý với chàng. Đây là lần đầu tiên Phó Yến Đình bộc lộ mặt yếu đuối của mình trước mặt nàng, nhưng chỉ trong chốc lát, rất nhanh sau đó hắn đã trở lại như bình thường, ôm nàng rồi bắt đầu được voi đòi tiên. Đêm nay không ai dám ngủ. Phó Hầu Gia ở trong xe ngựa phó phu nhân trông coi một đêm. Đêm nay mắt của ông ấy không hề nhắm lại. Lúc Trừ Trần Âm nhìn thấy, trong lòng rất xúc động, nếu cặp đôi nào cũng có thể yêu nhau sâu đậm như Phó Hầu Gia và phó phu nhân thì chắc đã không có nhiều người sợ chuyện kết hôn như vậy. Khi trời sáng, nhiệt độ cơ thể của phó phu nhân đã trở lại bình thường, cơn ho của bà ấy cũng không trở nên trầm trọng hơn. Sức lực của bà ấy đã cải thiện rất nhiều. Bà ấy không còn uể oải nữa và thậm chí còn có cảm giác thèm ăn. Lai Phúc và Thanh Nhi nương nhóm lửa ngay tại chỗ, nấu một nồi cháo xanh bưng tới trong xe ngựa phó phu nhân. Trừ Trần Âm từ không gian cầm một ít thịt để Thanh Nhi nương làm canh thịt cho phó phu nhân. Mẫu thân, người đã khá hơn chút nào chưa? Trừ Trần Âm bưng canh thịt đến bên cạnh phó phu nhân. Phó phu nhân cười gật đầu nói, tốt hơn nhiều rồi, đa tạ con rất nhiều, Trần Âm. Trừ Trần Âm bắt mạch cho nàng, mạch máu bình thường hơn rất nhiều. Xem ra lần này bệnh của phó phu nhân nhanh tới cũng rất nhanh đi. Phó Hầu Gia đứng một bên lo lắng nói, Trần Âm, mẫu thân của con bệnh thế nào rồi? Trừ Trần Âm ngẩng đầu cười nói, phụ thân, qua mấy ngày nữa, nương hẳn là có thể khỏi hẳn. Phó Hầu Gia nghe xong, đầu tiên là rất sửng sốt, sau đó lại cảm thấy vui vẻ xoay người lại, che đi cặp mắt đầy quầng thâm rồi rưng rưng nước mắt. Thật tốt quá. Yến Nhi, chương 182, muốn bắt bọn họ tế thiên. Phó phu nhân nắm lấy tay Phó Hầu Gia, cười nói, được rồi, chàng đừng để cho bọn nhỏ nhìn rồi chê cười mình. Phó Hầu Gia xoa xoa mắt, chê cười thì chê cười, chỉ cần bệnh của bà ấy khỏi, ta không sợ bị chê cười. Mũi Phó phu nhân hơi cay cay, gục đầu xuống, nói, Hầu Gia, chúng ta đã ở chỗ này chỉ hoãn 2 ngày. Tốt nhất là nên mau lên đường thôi. Thân thể của nàng, Phó Hầu Gia nhíu mày nói. Trừ Trần Âm vội vàng nói, thân thể của mẫu thân hiện tại không ảnh hưởng đến việc lên đường, chúng ta có thể nhanh chóng đến thị trấn,
tránh gặp phải những nạn nhân nhiễm ôn dịch sau này. Bởi vì không xác định bệnh của phó phu nhân lần này có phải là ôn dịch hay không, cho nên bọn họ vẫn nên nhanh chóng lên đường là thích hợp nhất. Phó Hầu Gia nghe xong, ông ấy suy nghĩ một lúc lâu sau, đi tới bên ngoài xe ngựa, phân phó cho mọi người tiếp tục lên đường. Xe ngựa tiếp tục đi về phía trước, cũng may tình trạng của phó phu nhân cũng đã ổn định, trong đoàn người bọn họ cũng không có xuất hiện ai sốt cao nữa. Đến ngày thứ ba, Liễu Chiết Nhi nhỏ tuổi nhất bắt đầu sốt cao. Đứa trẻ nhỏ khác với người lớn, một khi xuất hiện sốt cao sẽ dễ dàng phát sinh co giật. Liễu đại gia gấp đến mức chạy lòng vòng, Trừ Trần Âm lập tức cầm Mỹ Lâm cho đứa nhỏ ăn. Mặc dù Liễu Chiết Nhi là một nữ oa nhi, nhưng khả năng của đứa trẻ này cũng không tệ, uống xong thuốc hạ sốt, cơ thể chảy mồ hôi một lúc thì cũng đã hạ sốt. Tuy nhiên cơn sốt của con lại tái phát lại lần nữa, sau khi Trừ Trần Âm cho con bé ăn 2-3 lần, cơn sốt của con bé đã hoàn toàn giảm bớt. Không giống như phó phu nhân từng bị ho khan. Nhưng sau khi Liễu Chiết Nhi hạ sốt, tinh thần trong người con bé đã tốt lên, cũng không có triệu chứng gì khác. Liễu đại gia ôm đứa nhỏ trực tiếp quỳ xuống trước Trừ Trần Âm, ân nhân cứu mạng, không thể báo đáp, ta và Tiểu Chiết Nhi sau này sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp ân tình của cô nương. Trừ Trần Âm đứng dậy nói, Liễu đại gia, ông đã nói quá lời, ta chỉ tiện tay mà thôi, nếu Tiểu Chiết Nhi còn có chỗ nào cảm thấy không thoải mái, ông nhớ phải báo cho ta kịp thời. Liễu đại gia lau nước mắt nước mũi gật đầu nói, vâng, cô nương. Tiểu Chiết Nhi đang ở trong lòng ông ấy hơi mở mắt, kéo tay Trừ Trần Âm, lộ ra một nụ cười hồn nhiên. Trừ Trần Âm càng ngày càng thích con bé này, đưa tay sờ sờ đầu đứa trẻ. Đợi sau khi Liễu Chiết Nhi hạ nhiệt, xe ngựa tăng tốc đi về phía trước, 5 ngày sau tới đã huyện Mạc Dương. Vừa rồi huyện Mạc Dương cũng gặp phải cát bụi, nhưng mà so với bọn họ ở huyện Thiên An thì tốt hơn rất nhiều. Ít nhất trên đường có thể nhìn thấy đường đá, đường phố có thể nhìn thấy xà nhà lộ ra bên ngoài. Phó Hầu Gia dừng xe ngựa ở một nhà khách điếm phía trước, chuẩn bị để cho ngựa nghỉ ngơi một chút. Trong quán trọ này không có quá nhiều người, nhưng đều là người chạy nạn tới, chiếm hơn một nửa trong số 10 căn phòng bên trong. Trừ Trần Âm, Phó Phu Nhân, Phó Giang Hoàng và Thanh Nhi Nương tạm thời sẽ ở chung một phòng. Vừa mới ổn định được chỗ ở, lại nghe thấy khách trọ ở lầu một tụ tập cùng một chỗ cao giọng nói, hiện tại có hơn 10 quận huyện trong phạm vi chúng ta đã mấy tháng không có mưa. Không chỉ là không mưa, là mưa hoàng thổ hoặc là ôn dịch, thiên đế đang muốn trừng phạt chúng ta. Hay, cũng không biết là ai chọc giận thiên đế. Các ngươi đã nghe nói chưa, Phú Thương Chu trưởng quỹ của huyện Mạc Dương đang chuẩn bị lấy 30 đôi nam tử nữ tử để đi tế trời, 30 cặp. Chúng ta lấy đâu ra nhiều nữ tử và nam tử thế này? Bọn họ nói xong nhao nhao nhìn về bốn phía. Các bạn đang nghe chuyện thiên tai. Ta tích trữ kho lương thực toàn thiên hạ cứu cả hầu phủ của tác giả Tần Cửu Nguyệt tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 183, có thể động thủ thì không phát ra tiếng bùm. Cuối cùng một người mồm chuột quay nón nhỏ giọng nói, nạn dân chạy nạn nhiều như vậy, lại không có ai tới quản, cái này không phải là tùy tiện cướp mấy cái không được sao. Trừ Trần Âm ở trên lầu nghe, lập tức nghĩ tới Liễu Chiết Nhi và Phó Viễn. Nàng vội vàng nói chuyện này cho Phó Yến Đình, để Phó Yến Đình chú ý tới. Phó phu nhân ban đầu còn muốn nói nàng đã quá nóng vội rồi, nhưng mà một giây sau, bà ấy đã nói không nên lời. Đột nhiên Côn Lam y hộ vệ xông vào cầm trường trong lầu một, bọn họ đánh giá cái nhà trọ này một lượt, nghiêm mặt hỏi nơi này có tiểu hài tử hay không. Khách nhân vây quanh cùng một chỗ nhao nhao cúi đầu, không ai dám trả lời. Lam y hộ vệ cau mày, nói mau. Cuối cùng tên nam nhân mỏ khỉ kia chỉ lên lầu hai chỗ ở của Trừ Trần Âm, lớn tiếng nói, nơi đó. Nơi nào? Ngươi mau nói rõ ràng. Lam y hộ vệ hung thần ác sát nhìn nam nhân mỏ khỉ kia quát lớn. Nam nhân mỏ khỉ run rẩy tay, tiếp tục chỉ vào phòng Trừ Trần Âm trên lầu hai, hoang mang rối loạn nói. Ngay tại gian phòng kia, hôm nay ta thấy bọn họ mang theo hai đứa nhỏ vào nhà, một là nam oa, còn có một là nữ oa. Lam y hộ vệ nhìn về phía nam nhân mỏ khỉ kia chỉ. Ánh mắt bọn họ lạnh lùng, lộ ra một tia sát ý, được. Trừ Trần Âm nghe được âm thanh bên ngoài, khẽ nhíu mày cảnh giác nhìn về phía Phó Viễn và Liễu Chiết Nhi. Phó Giang Hoàng cũng nghe thấy cuộc nói chuyện bên ngoài, sải bước đi tới nói, tẩu tẩu, tỷ đừng lo lắng, có chúng ta ở đây, những người đó sẽ không vào được.
Phó Viễn và Liễu Chiết Nhi mở to đôi mắt trong suốt ngập nước nhìn Trừ Trần Âm, trên mặt không chỉ không xuất hiện sợ hãi, ngược lại còn đầy sự tín nhiệm đối với mọi người. Phó Viễn lấy ra chủy thủ mà Trừ Trần Âm đưa cho cậu bé, ngẩng đầu ưỡn ngực nói, nếu bọn họ dám vào, ta sẽ một đao làm thịt bọn họ. Phó Giang Hoàng cười sờ sờ đầu hắn ta, tiểu mao đầu đệ thật oai phong, đừng đến lúc đó sợ tới tẻ ra quần. Phó Viễn ngẩng đầu, nhíu mày, nghiêm mặt nói, không, ta không tè ra quần. Bọn họ vừa dứt lời, ngoài phòng truyền đến tiếng gõ cửa, mau, mau mở cửa ra. Trừ Trần Âm vội vàng kéo hai đứa nhỏ tới sau bình phong, nàng nhìn hai đứa nhỏ trong tay, lúc này nhớ tới biện pháp đơn giản lại thô bạo của Phó Yến Đình. Nàng giơ tay lên dùng xảo kình đánh một chưởng vào gáy hai đứa nhỏ. Phó Viễn và Liễu Chiết Nhi lập tức hôn mê bất tỉnh. Trừ Trần Âm mang theo bọn họ đi vào không gian, đem bọn họ xếp ở phòng ngủ lầu 2, sau đó lập tức trở lại nhà trọ. Chúng ta là người của huyện lệnh phái tới, nếu các ngươi không mở cửa, chúng ta sẽ xông vào. Phó phu nhân và Thanh Nhi thấy Trừ Trần Âm một mình từ trong bình phong đi ra, vội vàng hỏi, Trần Âm, bọn nhỏ đâu? Trừ Trần Âm trả lời, mẫu thân, yên tâm, con đã giấu kỹ bọn trẻ rồi. Phó phu nhân gật gật đầu, kéo chặt Thanh Nhi. Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập, khốn kiếp, hôm nay chúng ta không thể không phá cánh cửa này. Hắn ta vừa dứt lời thì một tiếng động lớn vang lên, cửa bị đá tung ra. Mọi người đều nhìn về phía cửa, chỉ thấy vài tên lam y hộ vệ đi vào trong phòng. Phó Giang Hoàng bước nhanh về phía trước, đá một cước về phía của bọn họ. Dẫn đầu lam y hộ vệ vừa mới tiến thêm một bước, đã bị một cước này của Phó Giang Hoàng nặng nề ngã về phía sau. Vài tên hộ vệ đi theo phía sau hắn ta cũng bị một đạo này ngã sấp xuống trong hành lang khách điếm, từng người nằm ngổn ngang trên mặt đất đau đớn đến rên rỉ. Phó Giang Hoàng đứng ở cửa, chống nạnh nghiêm mặt nói với bọn họ, hôm nay nếu các ngươi ai dám vào, ta sẽ đánh gãy chân các ngươi. Đầu lĩnh lam y hộ vệ đỡ bản thân bị đạp đau ngực, lộ ra cực kỳ hèn mọn biểu tình, ngươi cũng biết chúng ta là ai. Chương 184, đuổi chúng đi, 1. Phó Giang Hoàng ôm hai tay hất cằm, hư lạnh một tiếng nói, ta mặc kệ ngươi là ai. Cho dù là lão tử thiên hoàng đến, cũng không được vào. Thủ lĩnh lam y hộ vệ chậm rãi rút ra đại đao bên hông, đằng đằng sát khí nói, vậy đừng trách chúng ta không biết thương hoa tiếc ngọc. Dứt lời, cầm đại đao phóng về phía Phó Giang Hoàng. Mắt thấy đao sắp rơi xuống, Phó Giang Hoàng ngửa ra sau, đá về phía cổ tay hắn ta. Đại đao đá được giơ lên thật cao, Trừ Trần Âm nhảy lên phía trước tiếp nhận chuôi đao, xoay người vung tới chân lam y hộ vệ kia. Lưỡi dao sắc bén chính xác xẹt qua đầu gối của thủ lĩnh hộ vệ áo lam. A! À, tiếng kêu đau đớn tê tâm liệt phế vang vọng toàn bộ khách điếm. Lúc này, Phó Yến Đình và Phó Hầu Gia ở hậu viện cho ngựa ăn chạy tới. Phó Yến Đình trực tiếp dẫm lên bàn nhảy lên trên lầu 2, ôm eo Trừ Trần Âm, để nàng che ở phía sau. Thủ lĩnh lam y hộ vệ ngã trên mặt đất hai chân máu chảy không ngừng, ôm đầu gối đau đến liều mạng lăn lộn. Lão đại, ngài không sao chứ? Lão đại, những hộ vệ khác cùng xông lên, vây quanh bên trong. Phó Yến Đình ngưng mắt, nhìn bọn họ lạnh giọng hỏi, các ngươi là ai? Ở chỗ này làm gì? Nhóm hộ vệ nhao nhao vẻ mặt phẫn nộ mà nhìn về phía hắn, chúng ta là hộ vệ thường huyện lệnh quý phủ, giúp đỡ Chu trưởng quỹ cùng nhau ở trong huyện tìm tế phẩm. Các ngươi rõ ràng có mang theo hai nam tử nữ tử nhưng lại giấu bọn họ đi, không chỉ bất kính đối với thường huyện lệnh chúng ta, còn bất kính với lão thiên gia. Tên thủ lĩnh bị chém còn lớn tiếng hét vào mặt những người bên dưới, các ngươi nhìn xem, chính là những người này. Bọn họ cố ý không giao ra tế phẩm, khiêu khích lão thiên gia, cho nên lão thiên gia mới có thể trừng phạt chúng ta. Đều là bởi vì bọn họ, cho nên chúng ta mới chết đói chết khát. Đều là bởi vì bọn họ. Không đợi hắn ta nói xong, Trừ Trần Âm cầm trong tay một quả phi tiêu bằng sắt, nhắm về phía người nọ vung tới. Vèo một tiếng, phi tiêu sắc bén trực tiếp đâm trúng miệng người nọ. Lần này hắn ta không còn cơ hội để nói những điều vô nghĩa nữa. À, hắn ta ôm bàn tay tràn đầy máu, thân thể run rẩy gắt gao cầm lấy cánh tay của hộ vệ bên cạnh, hung tợn nhìn về phía phi tiêu bay tới. Trừ Trần Âm nhận thấy ánh mắt của hắn ta, vội vàng thu tay về. Phi tiêu này là một ám khí hình ngôi sao năm cánh, do lần trước Trừ Trần Âm ở huyện Thanh Dương giữ lại, vốn dĩ nàng chưa từng dùng qua loại ám khí cổ đại này.
nhưng vừa rồi dưới tình thế cấp bách nàng đã học kỹ xảo phi tiêu hiện đại thử một chút, không nghĩ tới lại chính xác như vậy. Phó Yến Đình quay đầu nhìn Chử Trần Âm, hắn bước vài bước về phía bên phải nàng. Bởi vì có thân hình cao lớn của hắn ngăn cản, những người khác phó ra cũng không phát hiện ám khí này là xuất phát từ tay Chử Trần Âm. Hành Lam Y hộ vệ thấy thủ lĩnh nhà mình bị thương nặng như thế, phát hiện người nhà này không dễ chọc, nên đã lập tức nâng thủ lĩnh bị thương phóng xuống dưới lầu. Lúc gần đi, còn chỉ vào bọn họ với ánh mắt hung ác nói, các ngươi chờ đó cho ta. Phó Yến Đình nhướng mày, sải bước nhảy lên phía trước, đạp mạnh về phía bọn họ. Mấy người kia đứng ở đầu cầu thang, ngã xuống lầu, tiếng loảng xoảng, từng người lăn xuống cầu thang. Đoàn người có thể nói là chỉ dám cụp đuôi xám xịt mà chạy. Nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, khách nhân lầu một nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía người phó gia. Đánh hay lắm, mấy người kia chúng ta đã sớm nhìn không vừa mắt rồi. Đúng vậy, bọn họ còn nói cái gì mà muốn dùng nam tử nữ tử để tế trời, chúng ta đã phải chạy nạn một đường đến đây mà người nào không phải vì hài tử thì cũng vì người nhà của mình. Các bạn đang nghe chuyện thiên tai, ta tích trữ kho lương thực toàn thiên hạ cứu cả hầu phủ của tác giả Tần Cửu Nguyệt tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 185, đuổi chúng đi, 2. Đúng vậy, nói là cái gì vì tế thiên cầu lão thiên gia buông tha chúng ta, nếu không có hài tử, việc chúng ta có để nó đi hay không cũng không có gì khác biệt, vốn dĩ trời đã sập rồi. Chu trưởng quỹ và thường huyện lệnh, chính là yêu ngôn hoặc chúng tai họa. Không sai, chính là tai họa. Người phía dưới càng nói càng kích động. Vừa rồi tên nam nhân mỏ khỉ mồm nhọn chỉ vào phòng Chử Trần Âm mật báo kia, thừa dịp tâm tình mọi người kích động, khom lưng len lén muốn rời khỏi nơi này. Chử Trần Âm vừa kịp nhìn thấy hắn ta, cầm lấy một tảng đá đè cửa sổ ném về phía hắn ta. Tảng đá kia đúng lúc vào chân hắn ta. Hắn ta che chân, cắn răng, thật sự không có đau kêu ra tiếng. Phó Yến Đình nhìn Chử Trần Âm hỏi, người này là ai? Chử Trần Âm nhướng mày, chính là người vừa rồi đã mật báo. Phó Yến Đình nghe xong, nhảy xuống trước mặt người nọ, sau đó nắm vạt áo hắn ta kéo một cái, ném hắn ta vào trong cát vàng ngoài phòng. Phó phu nhân vội vàng thu xếp mọi người vào nhà, Trần Âm, Vi Hoàng, chúng ta vào trước đi. Phó hầu gia nói theo, nơi này thật đúng là xui xẻo, chúng ta mau ăn cơm trưa một chút, chờ sau khi ăn xong lại tiếp tục khởi hành đi. Chử Trần Âm bước tới trước mặt bà ấy, đáp, mẫu thân, con đi trước gọi Phó Viễn và Liễu Chiết Nhi ra. Phó phu nhân đáp lời, được, con đi đi. Chử Trần Âm đi vào trong phòng, sau khi đi tới bình phong, sau đó tiến vào không gian. Cũng may hai đứa nhỏ còn chưa tỉnh lại. Chử Trần Âm vội vàng đưa bọn họ ra khỏi không gian, ngồi dựa vào bình phong. Nàng lấy ra dầu lạnh thế thân cho hai đứa trẻ ngửi. Sau khi hai đứa trẻ này ngửi qua, chậm rãi mở mắt. Đại thiếu gia nãi nãi, chúng ta đang ở đâu? Phó Viễn dụi dụi mắt hỏi. Chử Trần Âm xoa đầu hai đứa trẻ nói, vừa rồi hai người các ngươi bị dọa hôn mê. Sợ tới hôn mê, Phó Viễn cảm thấy hơi khó tin. Chử Trần Âm cười nhỏ giọng nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không nói ra, cho nên ngươi cũng không cần nói cho những người khác, bằng không cẩn thận bọn họ sẽ chê cười ngươi. Phó Viễn vừa nghe xong, vội vàng gật đầu, được, đại thiếu phu nhân. Cậu bé dứt lời, còn không quên nhìn về phía Liễu Chiết Nhi. Liễu Chiết Nhi chớp đôi mắt tròn trịa, ngoan ngoãn gật đầu nói, ta cũng sẽ không nói ra. Phó Viễn thở phào nhẹ nhõm, Chử Trần Âm cũng thở phào nhẹ nhõm. Nàng đem hai tiểu hài tử này theo bình phong phía sau mang ra, lúc này, Thanh Nhi Nương tại hậu trù khách điếm làm một ít đơn giản đồ ăn. Người một nhà vây quanh một chỗ động tác nhanh chóng ăn xong cơm trưa. Chử Trần Âm thừa dịp bọn họ đang ăn cơm, một mình đi tới chuồng ngựa. Đi nhiều ngày như vậy, những con ngựa này đã sớm kiệt sức nằm liệt. Nếu tiếp tục đi nữa chắc chắn sẽ không chịu nổi. Nàng nhìn quanh bốn phía, thấy không có ai ở đây thì đưa những con ngựa mệt mỏi này vào không gian nông trường, rồi lại lấy ra vài con ngựa có diện mạo tương tự. Con ngựa mới mang ra được cho ăn no nê trong không gian, sức chân gấp mấy chục lần những con ngựa trước. Chử Trần Âm sờ đầu chúng nó, cười nói, mấy ngày tiếp theo đành dựa vào các ngươi đấy. Con ngựa ngẩng đầu lên dường như hiểu được lời nói của nàng. Sau khi đổi ngựa, Chử Trần Âm trở lại quán trọ. Lúc này, nàng nghe nói thường huyện lệnh lại dẫn người tới quán trọ. Đôi mắt Chử Trần Âm trầm xuống,
lập tức lấy từ trong không gian ra một khẩu súng lục Locker. Khi nàng vừa lên đến lầu 2, Thường huyện lệnh đã dẫn theo một đám người lao vào. Là ai? Ai dám động thủ với người của ta? Phó hầu gia ở trong phòng nghe được âm thanh, đẩy cửa phòng, bước ra ngoài, là ta. Khi Thường huyện lệnh đi thi ở Kinh Thành đã từng gặp phó hầu gia. Vừa nhìn thấy phó hầu gia, hắn ta đã sửng sốt, sau đó quỳ thẳng xuống đất, hầu gia. Chương 186, dưới thiên tai cũng có người tốt. Đám thị vệ mặc áo lam ở bên cạnh vội vàng túm lấy áo của Thường huyện lệnh nói, Thường đại nhân, ngài làm sao vậy? Ngài không thể làm như vậy, vừa rồi bọn họ suýt chút nữa đã giết chết người của chúng ta. Đúng vậy, hiện tại nơi này là địa bàn của ngài. Sao ngài có thể dễ dàng quỳ gối trước người khác như thế? Bọn họ còn chưa kịp nói xong, Thường huyện lệnh đã quay người lại, giơ tay đánh cho mỗi người bọn họ một cái bạt tai, các người đang nói nhảm cái gì vậy? Đây là phó hầu gia. Phó hầu gia là người mà các ngươi có thể động thủ sao? Trong mắt phó hầu gia, Thường huyện lệnh này có thể chỉ là người từng gặp mặt một lần, nhưng ở trong mắt Thường huyện lệnh thì phó hầu gia lại là ân nhân của mình. Bây giờ nhìn thấy ân nhân, sao hắn ta có thể bỏ mặc chứ? Trừ Trần Âm ở bên cạnh nhìn, phát hiện hình như tình thế không nghiêm trọng như trong tưởng tượng của nàng. Thường huyện lệnh tiếp tục quỳ xuống trước mặt phó hầu gia nói, hầu gia, người của ta có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, khi ta trở về nhất định sẽ trừng phạt bọn họ thích đáng. Phó hầu gia lạnh lùng cụp mắt xuống, uy lệ nói, lúc trước ngươi luôn miệng nói muốn làm quan phụ mẫu gì đó. Vậy việc hành hạ những đồng nam đồng nữ đến chết này chính là quan phụ mẫu theo lời ngươi nói ư? Thường huyện lệnh nhìn về phía người phía sau, hạ giọng nói, hầu gia, có chuyện này ta muốn nói với riêng ngài. Chuyện gì? Ngươi cứ nói ở đây là được. Phó hầu gia lạnh lùng nói. Thường huyện lệnh thấy vậy, đành phải lấy từ trong ngực ra một lá thư đưa cho phó hầu gia. Nếu hầu gia không muốn gặp riêng ta thì cứ xem thứ này. Đây là thứ gì? Phó hầu gia hỏi. Thường huyện lệnh nói, hầu gia cứ xem xong sẽ biết. Phó hầu gia nghe xong đưa mắt nhìn phó Hưng Thành bên cạnh. Phó Hưng Thành nhảy từ trên lầu xuống, lấy lá thư từ trong tay Thường huyện lệnh đưa lại cho phó hầu gia. Sau khi nhìn thấy phó hầu gia nhận được thư, Thường huyện lệnh chậm rãi đứng dậy, cung kính cúi đầu chào rồi quay người dẫn theo đám thị vệ áo lam phía sau mình rời đi. Phó hầu gia cầm thư vào phòng, Trừ Trần Âm theo sát phía sau. Người một nhà vây lại một chỗ để đọc lá thư kia. Sau khi Trừ Trần Âm nghe xong nội dung trong thư cũng hơi có chút kinh ngạc. Dọc theo đường đi họ đã gặp quá nhiều loại người. Nhưng người như Thường huyện lệnh này đúng là người đầu tiên. Hóa ra những đồng nam đồng nữ bị bắt lại những ngày gần đây đã được Thường huyện lệnh dùng thủ thuật che mắt, sớm đưa bọn họ trở về. Sau khi xảy ra thiên tai, Thường huyện lệnh gần như đã dùng toàn bộ gia sản của mình để cứu trị cho những nạn dân đi qua. Trong vài tháng qua, sớm đã không còn một xu dính túi. Để giúp bá tánh trong huyện có thể ổn định cuộc sống, hắn ta đã đặc biệt tìm đến Chu trưởng quầy. Chu trưởng quầy vốn tin vào chuyện quỷ thần, nguyện ý lấy ra một phần bạc để đưa cho Thường huyện lệnh cứu tế, nhưng tiền đề là Thường huyện lệnh phải giúp hắn ta bắt những đồng nam đồng nữ kia. Thường huyện lệnh trái lo phải nghĩ, vì bá tánh trong thành, chỉ có thể nghĩ ra mưu kế như vậy. Mỗi lần tiễn một hài tử đi, hắn ta đều sẽ nhớ kỹ tên của hài tử đó. Bức thư vừa rồi đưa cho phó hầu gia chính là tên của những hài tử này. Hắn ta sợ rằng không biết lúc nào mình sẽ đi đời nhà ma, lại muốn giữ lại trong sạch cho mình nên luôn mang theo lá thư này bên mình. Hôm nay gặp được phó hầu gia cũng là coi như sự giải thoát cho hắn ta. Những thị vệ áo lam đi cùng đều là người mà Chu trưởng quầy bỏ tiền ra thuê phái tới. Cho nên Thường huyện lệnh mới thận trọng như vậy. Trừ Trần Âm nghe xong nội dung thư, thấp giọng hỏi phó Yến Đình, Chu trưởng quầy này là người thế nào? Các bạn đang nghe chuyện thiên tai. Ta tích chữ kho lương thực toàn thiên hạ cứu cả hầu phủ của tác giả Tần Cửu Nguyệt tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 187, chuẩn bị dọn sạch Chu gia, 1. Phó Yến Đình chậm rãi nói, là phú thương nổi danh ở vùng này sao? Từ rất lâu đã nghe nói ông ta chuyên nghiên cứu thuật trường sinh bất lão gì đó. Ta thấy tế trời là giả, muốn máu những hài tử này mới là thật. Trừ Trần Âm nghe thế, nhướng mi lên, nếu là phú thương thì trong nhà có không ít bạc nhỉ. Phó Yến Đình gật đầu. Ánh mắt Trừ Trần Âm lạnh lùng, nói đầy ẩn ý, chúng ta đã đi đến lúc này cũng nên tích chữ rồi. Chu trưởng quầy dựa vào việc bán tơ lụa ở huyện Mạc Dương để kiếm sống.
ba thế hệ trong nhà ông ta đã tích góp được không ít gia tài. Bây giờ thiên tai bất ngờ xảy ra, mặc dù trong nhà đã mất hết ruộng nương nhưng bọn họ cũng ăn không hết lương thực, dùng không hết tiền tài. Cũng chính vì thế, trong thời điểm khó khăn này, những tiểu thương như bọn họ nhìn thấy Thường huyện lệnh phải cúi đầu khom lưng đã xoay người trở thành địa chủ một phương. Trong Chu phủ, Chu trưởng quầy đang nằm trên ghế quý phi trong nhà, uống trà nóng, hút thuốc lá sợi, vô cùng thoải mái. Quản gia trong phủ khom lưng cúi đầu đi vào nói, lão gia, người của Thường huyện lệnh sắp bắt người trở lại rồi. Chu trưởng quầy lười biếng ngồi dậy, đấm đấm chân, được, rất tốt. Đợi đám người đó đến đủ thì cứ làm theo phương pháp lấy máu làm đan của lão đạo kia. Vâng, lão gia. Quản gia vội vàng chắp tay thi lễ đáp lại. Vị Chu trưởng quầy này năm nay đã ngoài 60 tuổi. Trong nhà có hai nhi tử bất tài nên ông ta luôn muốn được trường sinh bất lão. Gần đây, khắp cả nước Đại Dung đều gặp họa. Ông ta đã gặp được một số đạo sĩ chạy nạn. Vì để có cơm ăn, những đạo sĩ đó đã thuật lại việc luyện đan trường sinh bất lão vô cùng kỳ diệu. Chu trưởng quầy âm thầm ghi nhớ trong lòng, tình cờ lại thấy được Thường huyện lệnh tìm đến mình mượn bạc cứu tế. Thường xuyên qua lại nên ông ta đã nghĩ đến biện pháp tế trời này. Ông ta ngồi dậy, uống một xong một chén Thích Quan Âm hảo hạng trên tay. Hiện giờ khắp nơi đều thiếu nước, người có thể thành thơi phẩm trà như ông ta thật sự là số ít. Nha hoàn xinh đẹp bên cạnh khom lưng đút điểm tâm cho ông ta. Không lâu sau, một gã sai vặt đứng ngoài cửa nhỏ giọng nói, lão gia, hôm nay ngoài cửa lại có nạn nhân đến. Chu trưởng quầy nhướng mày, có tiểu hài tử hay nữ nhân không? Gã sai vặt trả lời, là hai lão nhân mang theo một nữ nhân. Chu trưởng quầy đặt chén trong tay xuống, lão nhân tuổi lớn có giữ lại cũng không có tác dụng gì. Nghĩ cách đuổi bọn họ đi, nữ nhân kia có thể giữ lại. Nếu xinh đẹp thì xếp ở hậu viện, nếu xấu xí thì kéo đến sau bếp để làm đầy kho thịt. Trên đường chạy nạn, nạn dân đói đến bụng kêu vang vì muốn sống sót mà ăn thịt người, còn Chu trưởng quầy kia là vì muốn có khẩu vị mới lạ nên mới ăn thịt người. Trước đây có triều đình đứng ra thì giết người đền mạng. Hiện giờ cũng không ai có thể quản lý được ông ta cho nên trở nên không thèm kiêng nể gì. Đám sai vặt nghe vậy tuy rằng cũng thổn thức nhưng vì được sống sót cũng chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo. Chu trưởng quầy nghĩ đến mỹ vị hôm nay đưa đến, nằm trên ghế cười đến mức con mắt nheo lại thành một sợi chỉ. Trong quán trọ cách phủ bọn họ vài dặm, trừ Trần Âm và Phó Yến Đình đang cưỡi ngựa lấy cớ ra ngoài tìm nước để đến gần Chu phủ. Bọn họ cố ý tìm một căn nhà nhỏ đổ nát để ở. Vì người trong huyện có thể đi đã đi, có thể trốn đã trốn nên để lại không ít nhà bỏ không. Mặc dù những ngôi nhà này hơi rách nát nhưng vẫn có thể miễn cưỡng ở được. Còn hơn một hai canh giờ nữa trời mới tối, chúng ta nghỉ ngơi ở đây trước đi. Tuy phủ đệ của Chu gia ở huyện Mặc Dương nhưng lại ở phía tây xa xôi, cách quán trọ bọn họ ở một đoạn đường nữa, cẩn thận vẫn hơn. Đầu tiên bọn họ sẽ ra ngoài, đi đến bên ngoài phủ để tra xét địa hình. Chương 188, chuẩn bị dọn sạch Chu gia 2. Trừ Trần Âm tìm một cái ghế dựa, lau chùi chuẩn bị ngồi xuống. Vừa ngồi xuống thì một lão nhân đột nhiên nhảy dựng lên. Lão nhân nhìn thấy Trừ Trần Âm thì sợ đến mức run bần bật, đừng giết ta. Đừng giết ta. Phó Yến Đình bước nhanh đến, dùng tay đỡ ông ấy dậy nói, ngươi là ai? Đang làm gì ở đây? Lão nhân cúi đầu, run bần bật nói, ta từ thôn bên cạnh chạy nạn đến. Phó Yến Đình cau mày, đã là chạy nạn đến thì lén lút ở chỗ này làm gì? Đại hiệp xin tha mạng, đừng giết ta. Lão giả chắp tay, không ngừng xin tha, nhìn vẻ mặt có chút mê mang. Trừ Trần Âm ôn nhu hỏi ông ấy, lão nhân, chúng ta sẽ không giết ông đừng lo lắng. Lão nhân nghe được lời này mới cảm thấy dễ chịu một chút. Ông ấy khẽ mở to mắt ra, thấy Trừ Trần Âm và Phó Yến Đình lại như một quả bóng cao su xì hơi, đôi mắt trống rỗng ngồi bệt xuống đất. Trừ Trần Âm ngẩng đầu nhìn về phía Chu phủ hỏi ông ấy, lão nhân à, ông ở đây bao lâu rồi? Có biết Chu trưởng quầy của Chu phủ không? Lão nhân nghe thấy ba chữ Chu trưởng quầy lại càng kích động nói, Chu Thiên Lực. Đó là một tên súc sinh. Ông ấy nắm chặt hai tay, hàm răng đánh lập cập, toàn thân run rẩy. Sau khi Trừ Trần Âm nghe xong đã nhận ra điều gì đó, tiếp tục hỏi, lão nhân à, ta nghe nói vị Chu trưởng quầy này là một người cực kỳ lương thiện. Sao ông lại nói như vậy? Thân thể lão giả càng run rẩy mạnh hơn, cái gì mà người cực kỳ lương thiện? Hắn ta chính là loại không bằng cả súc sinh.
ta mang theo nữ nhi chạy nạn đến đây, muốn vào trong phủ bọn họ xin một ngụm nước uống. Bọn họ nói để cho nữ nhi của ta vào trong phủ lấy nước, ai ngờ vừa đi là không quay lại nữa. Đôi mắt của ông ấy đỏ bừng tràn đầy hận ý, ta thấy quá lâu nữ nhi vẫn chưa ra nên đã lẻn vào trong chu phủ của bọn họ. Cuối cùng nhìn thấy nữ nhi của ta chỉ còn là cái xác. Tên chu trưởng quầy này vậy mà ăn thịt người đấy. Ăn thịt người ư? Trong lòng Trừ Trần Âm có chút rung động. Rõ ràng có kho lương thực đầy áp vậy mà còn làm ra loại chuyện thương thiên hại lý như vậy, đã không thể dùng tính người để hình dung. Quả nhiên có một số người khi điên cuồng lên còn đáng sợ hơn cả quỷ. Nàng Trần Âm tiếp tục hỏi, lão nhân à, ông đã tới chu phủ vậy còn nhớ địa hình trong phủ không? Lão nhân nghi hoặc nhìn về phía nàng nói, vì sao cô nương lại hỏi như vậy? Trừ Trần Âm cố ý lộ ra vẻ mặt lo lắng, lão nhân có điều không biết, muội muội của ta vừa rồi cũng mới vào đó. Nghe ngài nói như vậy, phỏng chừng cũng giữ nhiều lành ít. Ta muốn tướng công nhà ta vào trong phủ tìm muội muội đưa ra ngoài. Lão nhân vừa nghe tin nàng nói muốn đi cứu người, lập tức nhiệt tình nói, nhớ rõ, ta nhớ rõ. Dứt lời, ông ấy lấy một cây gậy vẽ một bản đồ đơn giản trên nền đất vàng. Phó Yến Đình ngồi xổm ở bên cạnh, ghi nhớ toàn bộ bản đồ vào trong đầu. Sau khi ông lão vẽ xong, chỉ vào một chỗ khuất ở hậu viện nói, đây là hồ chứa nước của Chu gia. Xưa nay Chu trưởng quầy chỉ uống nước từ trên trời rơi xuống nên có thói quen tích trữ nước trong hồ chứa. Nếu không thì dưới tình hình hạn hán như lúc này dù bọn họ có tiền, có lương thực cũng không kiên trì nổi. Trừ Trần Âm nhìn kỹ thấy hồ chứa nước kia khá lớn. Nước trong đó có lẽ có thể để một gia đình bình thường dùng trong vòng 1-2 năm. Chỉ có thể nói vận mệnh bất công, kẻ ác như Chu trưởng quầy vẫn có thể lợi dụng chỗ trống này. Sau đó ông lão chỉ vào một số địa điểm, trong đó có kho chứa củi nơi nữ nhân bị giam giữ và nhà kho chứa lương thực. Ông ấy chỉ vào góc khuất ở cuối cùng phía đông nói, tôi không biết nơi này dùng để làm gì nhưng bốn phía trong ngoài có rất nhiều thị vệ vây quanh. Các bạn đang nghe chuyện thiên tai. Ta tích trữ kho lương thực toàn thiên hạ cứu cả hầu phủ của tác giả Tần Cửu Nguyệt tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 189, không để lại cho ông ta một giọt nước nào. Nhiều người canh gác như vậy, bên trong chắc chắn có thứ gì đó có giá trị. Trừ Trần Âm nghe xong, ngẩng đầu nhìn Phó Yến Đình. Hai người nhìn nhau, tuy không nói gì nhưng cả hai đều hiểu ý của đối phương. Cảm ơn lão nhân rất nhiều. Trừ Trần Âm đứng dậy, lấy từ trong tay nải sau lưng ra lương khô cùng một chai nước đưa cho ông ấy. Lão nhân cầm trong tay, không có hứng thú nhìn lương khô trong tay, nhà không còn, tổ ấm không còn, bây giờ ngay cả nữ nhi cũng không còn nữa, ta không biết sống có ý nghĩa gì. Trừ Trần Âm chậm rãi nói, lão nhân à, người đừng nói như vậy, nữ nhi của người trên trời có linh thiêng cũng không muốn người sa ngã như vậy, chỉ cần người còn sống thì sẽ có hy vọng. Lão nhân lắc đầu, không hề ăn mà nhét lương khô vào trong ngực, ngẩng đầu nhìn bên ngoài, trời sắp tối rồi, các người nhanh chóng đi cứu muội muội của mình đi. Nếu không sẽ không kịp đấy. Trừ Trần Âm vái chào ông ấy, bày tỏ lòng biết ơn rồi cùng Phó Yến Đình rời khỏi đây. Đợi Trừ Trần Âm rời đi, lão nhân đặt chiếc vòng tay của nữ nhi mình lên bàn, bẻ một miếng lương khô đặt bên cạnh chiếc vòng tay. Sau đó ông ấy tự mình ăn một miếng lương khô khác, vừa chảy nước mắt vừa nói, nữ nhi của ta, cuối cùng thì con cũng có thể ăn được một bữa cơm no. Ngoài nhà cuồng phong thổi mạnh, cát bụi trên mặt đất bay tung, toàn bộ huyện Mặc Dương trở nên xám xịt. Sắc trời dần tối, trong chu phủ, chu trưởng quầy đã ăn uống no đủ, ôm hai nha hoàn xinh đẹp vào nhà nghỉ ngơi. Có lẽ vì đã làm quá nhiều chuyện trái với lương tâm nên mỗi tối khi ông ta đi ngủ đều có đầy thị vệ đứng ngoài cửa. Trừ Trần Âm và Phó Yến Đình ghé sát vào mái nhà, cẩn thận nhìn về phía cửa vào hồ chứa. Lần dạ tập này còn khó hơn nhiều so với mấy lần trước. Người canh giữ quá nhiều. Phó Yến Đình cầm trường thương chuẩn bị tiến lên. Trừ Trần Âm ngăn hắn lại, nói, Yến Đình, chàng đừng vội. Nói xong, nàng lấy súng gây mê ra. Trong súng gây mê có tổng cộng 8 viên đạn, hiện tại có 10 người canh giữ nơi này. Nàng giơ súng lên ngắm bắn chuẩn vào một trong những kẻ cầm đầu. Vì đang là ban đêm, sắc trời khá tối nên sau khi người nọ trúng súng gây mê chỉ chậm rãi ngã xuống đất. Những người khác vẫn chưa phát hiện. Sau đó Trừ Trần Âm bắn hết 7 phát súng còn lại. Cuối cùng, chỉ còn lại 2 người đang lười biếng ngồi trong góc. Trừ Trần Âm thu súng lại nói, được rồi,
chúng ta xuống đi. Phó Yến Đình nghe xong liền ôm eo nàng nhảy xuống, sau đó nhanh chóng vỗ một chưởng vào gáy hai người kia. Hai người vốn đang ngủ gật, hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra đã bị hôn mê bất tỉnh. Sau khi thấy toàn bộ thị vệ đã ngã xuống, Trừ Trần Âm đi tới cửa, lấy ra ổ khóa vạn năng của mình để mở khóa. Khi khóa cửa được mở ra, Phó Yến Đình đẩy cửa đi vào trước, thấy bên trong không có nguy hiểm gì mới gọi Trừ Trần Âm tới. Hai người cùng nhau bước vào trong, cuối cùng phát hiện một tháp nước lớn ở phòng sau. Nhìn thấy tháp nước lớn này, Trừ Trần Âm vô cùng kinh ngạc trước trí tuệ của người cổ đại. Phó Yến Đình nhìn nàng hỏi, muốn dọn cả thứ này đi sao? Dọn, tất nhiên là phải dọn nó. Để lại một tháp nước lớn như vậy ở đây thật lãng phí tài nguyên. Trừ Trần Âm nói xong đã đi tới, đưa tay di chuyển tháp vào không gian bằng ý niệm. Sau khi di chuyển tháp nước, hai người Trừ Trần Âm đi thẳng đến kho lúa. Lần này Trừ Trần Âm không thèm khách khí với đám thị vệ, giơ tay đánh từng người một. Động tác của hai người nhanh chóng khiến toàn bộ tất cả những người này đều bị hạ gục. Sau khi hai người đi đến kho lúa, cả hai đã dọn sạch đến mức bên trong không còn thừa lại một hạt gạo, sau đó là sau bếp, một giọt dầu cũng không để lại cho Chu gia. Chương 190, không ai tốt bằng phu quân của nàng. Ngày nay gặp nạn đói, có lương thực như vàng, dọn đi những thứ này như vậy chính lấy muốn lấy mạng của Chu trưởng quầy. Cuối cùng hai người đi vào nhà kho. Những người canh gác ở nhà kho võ công cũng không tệ. Nhưng cho dù lợi hại thế nào cũng đều thua kém với sự liên thủ của Trừ Trần Âm cùng Phó Yến Đình. Phu thê bọn họ bổ sung cho nhau rất tốt, Trừ Trần Âm giỏi về cận chiến và động tác cũng linh hoạt hơn. Phó Yến Đình thì giỏi về tấn công từ xa, có sức mạnh vô cùng lớn. Hai người cứng mềm đều có, không bao lâu đã đánh bọn họ ngã hết trên mặt đất. Phó Yến Đình thuận tay đánh cho bọn họ ngất hết. Sau khi Trừ Trần Âm đi vào nhà kho, nàng không chút chần chừ cũng không nói nhiều lời, trực tiếp đem một dương toàn là bạc và một dương toàn là vàng đưa vào trong không gian. Có lẽ trong kho có quá nhiều vàng bạc nên Chu trưởng quầy cũng không nên xử lý thế nào, nhà kho rộng như vậy còn chất đầy. Hoàn toàn khác với những nô tài giữ của trước kia. Trừ Trần Âm thật sự cảm nhận được, khi trong nhà đã có số lượng tiền bạc nhiều, chắc chắn sẽ thật sự xem tiền tài như cỏ rác. Bởi vì đã có cơ hội ở trước đó, cho nên chưa đầy nửa canh giờ nàng đã có thể dọn sạch kho lúc cùng toàn bộ nhà kho của Chu ra trước khi đi. Trừ Trần Âm còn đặc biệt đi đến phòng chứa củi giam giữ nữ tử. Nơi này có một nữ tử vừa bị giam giữ, có lẽ vẫn chưa kịp động tay. Trừ Trần Âm lấy đoản kiếm ra rồi trực tiếp chém đứt ổ khóa, nàng bước vào trong phòng tháo dây thừng cho cô nương kia. Nữ tử vừa nghe được tiếng động đã mở to mắt nhìn về phía nàng, cô nương, ngươi là... Trừ Trần Âm cho nàng ấy mấy nén vàng, nghiêm mặt nói, cô nương, hiện tại không phải là lúc để nói chuyện, ngươi mau đi đi. Nữ tử ấy nghe xong thì có chút bối rối, thế nhưng khi nghe được có thể rời đi, nàng ấy không hề nghĩ ngợi mà lập tức nhanh chân bỏ chạy. Trừ Trần Âm cùng Phó Yên Đình chuẩn bị rời khỏi phòng chứa củi. Nữ tử kia sau khi đi đến phía cánh cửa đã quay đầu lại nhìn Trừ Trần Âm, chỉ với một cái liếc mắt nhìn nàng ấy đã nhớ thật rõ dáng vẻ của nàng. Thủ vệ ở cửa sau đã bị Phó Yến Đình đánh ngất. Nữ tử ấy một đường rời đi dễ dàng. Thấy việc này đã xong, Trừ Trần Âm mang theo Phó Yến Đình chuẩn bị rời đi. Phó Yến Đình kéo nàng dừng chân lại, nói, khoan đã, còn một nơi nữa. Nơi nào? Trừ Trần Âm hỏi. Phó Yến Đình nhướng mày nhìn về phía gian phòng bên phải phía trước, chỗ đó có rất nhiều thuốc được Chu gia tích trữ. Chu trưởng quầy nóng lòng chạy theo con đường trường sinh bất lão. Nếu không có những đan dược này, có lẽ ông ta sẽ còn khó chịu hơn cả việc mất cả gia tài bạc triệu của mình. Trừ Trần Âm không thể không bật ngón tay cái lên ở trong lòng mình. Phu quân của nàng đúng là hiểu được cái gì gọi là sát nhân chu tâm. Giải thích, sát nhân chu tâm là một cụm thành ngữ trong tiếng Trung, ý nói rằng thay vì giết chết một người về mặt thể xác, chẳng bằng hủy hoại người đó về mặt tinh thần. Hết giải thích, sau khi hai người đi vào phòng luyện đan, Trừ Trần Âm cũng không dọn đi những loại đồ vật này, nàng sợ có nhiều thủy ngân. Nàng lấy một cái bồn nước tiểu, đem tất cả thuốc viên đổ vào bên trong, sau đó còn bỏ thêm chút nước bùn vào rồi khuấy đều. Mấy trăm viên thuốc phút chốc đã biến thành một đống hồ nhão. Trừ Trần Âm đem hồ nhão và bồn nước tiểu đặt ở nơi dễ thấy nhất, sau đó cùng Phó Đình Yến rời khỏi nơi này. Trước khi đi, Phó Đình Yến còn lấy bút mực ở trong phòng được viết xuống mấy chữ to, lão bất tử. Trừ Trần Âm quay đầu lại nhìn,
suýt chút nữa đã bật cười thành tiếng. Phó Yến Đình lập tức ôm eo nàng rồi rời khỏi nơi này. Các bạn vừa nghe xong tập 19 của bộ truyện Thiên Tài. Ta tích trữ kho lương thực toàn thiên hạ cứu cả hầu phủ của tác giả Tần Cửu Nguyệt tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.